Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Hôm qua thì chúng ta đã bàn tới cái kế hoạch là qua đây sống chung với dân làng á. Thì mình đã gom đồ qua đây rồi. Thì nó hơi lâu một xíu thôi. Nhưng mà nói chung sau khi gom thì mình thấy nơi này thật sự là một nơi lý tưởng để mình sống luôn á. Nhà ở thì rộng rãi, có người sắt bảo vệ. Đồng thời thì khu vực kho chứa thì mình cũng làm cho nó tối giản hơn á, nâng cấp thành những cái rương sắt với rương vàng nè. Mai mốt có nhiều đồ hơn thì mình sẽ nâng cấp thành những cái rương kim cương hơn luôn á, cho nó chứa được nhiều ha. Còn khu vực làm phép thì mình sẽ gắn vô những cái bục sắt nè. Cái bục sắt này thì gần nhà mình có luôn, xài ké được. Nó khá là hay á, mình nhét sách vô đây thì mình muốn ép sách nào thì mình chỉ cần đưa cuốn sách đó vô trong đây thôi. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho mình đi rất là nhiều luôn. Hợp lý nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi nấu một ít đất sét. Hôm nay thì mình lại cần tới đất sét để chúng ta chế tạo ra một cái được gọi là Resi Tắc Le. Đây, cái Resi Tắc Le này nè. Công thức của nó thì cần những cái chậu hoa, nên mình sẽ nấu đất sét ra để làm chậu hoa mới được. Đây, nấu ra đây. Đó, xong chúng ta đã có được 9. Chính là vừa đủ để làm ba cái chậu hoa luôn rồi. Hợp lý. Mình sẽ làm ba cái chậu hoa. 1, 2, 3. Và sau đó thì chế tạo ra cái Resi Tắc Le thôi. Ba cái. Rồi, giờ thì gắn vô cái chỗ làm phép thôi. Mình giờ qua đây cũng một phần là vì cái chỗ làm phép này á. Thời gian đầu thì cái công thức làm ra cái bàn đó nó rất là đắt đỏ luôn. Mà mỗi lần muốn làm phải chạy tới chạy lui thì nó rất là mất thời gian á. Mà quên, bên cạnh đó thì cái ngôi làng bỏ hoang mình cũng đã tái sử dụng để làm chuồng bò luôn rồi. Tận dụng diện tích trống thôi, mình nhốt bò trong đây á. Đàn bò thì mình đang cố mình cày cho nhiều nhiều lên để mình tiếp tục lấy thịt cho rồng ăn á. Còn giờ thì gắn những cái chỗ này vô trong cái bàn làm phép này. Đấy, khi mình gắn xong thì nó đã sáng lên rồi nè. Và nó được một cái thành tựu good as new, tức là tốt như mới. Ui, đúng như vậy đó. Và hôm nay thì mình sẽ làm thử một cái phép ha. Mình sẽ cho đầu tiên là cuốn sách bị lãng quên nè. Cuốn sách này thì giết zombie nó ưa rơi ra lắm. Rồi mình sẽ thử cho những cái bột tinh linh vô. Đó, cho vô cái nó sáng sáng lên kìa. Mình sẽ thử cho 4 cái bột tinh linh gần nhà mình vô trước ha. Rồi, đây, nó đang làm phép kìa. Ui, đó, xong rồi. Mình sẽ được một cái quyển sách phép hoàn toàn mới luôn. Nhưng mà cuốn sách này mình chưa có biết được nó có công dụng gì. Và nó chỉ là cấp tập sự thôi. Lần đầu làm có vẻ hơi đen. Giờ mình thử lại ha. Lần này thì khác một xíu. Mình sẽ cho 4 cái tinh linh, bột tinh linh lửa vô. Đó, lần này thì màu đỏ nè. Coi nó có khác bọt gì xíu hay không ha. Rồi xong tiếp. Lấy ra. Lần này vẫn là cấp tập sự. Kỳ ta. Sao nhân phẩm mình kém vậy? Ôi! Trời đất ơi! Oh no! Mi ơi! Tiếp anh pha này! Ở đây có một con rồng răng cổ, nó đang định đốt cái chuồng bò của mình. Này thì láo tét. Nó bắn hụt. Cái nó trúng vô đây nè, hên là không trúng vô cái chuồng bò của mình á. Nguy hiểm quá đây. Khu vực này có vẻ đẹp hơn nhà cũ của mình đó, nhưng mà nó nhiều con rồng nguy hiểm quá. Thôi giờ thì làm phép tiếp đi, làm thêm một lần nữa tại vì mình còn thêm một quyển sách bị lãng quên nè. Lần này mình sẽ thử kết hợp cả hai loại bột tinh linh ha. làm thử coi nó ra cái cuốn sách gì. Rồi một xíu thì chúng ta sẽ ép vào và test thử luôn. Đấy, xong rồi nè. Lần này hy vọng là sách cấp cao hơn nha. Ôi, lần này ra phép ạc rồi. Phép này lần trước mình học rồi. Buồn vậy. Vậy là sau 3 lần làm phép thì được 2 quyển sách
Mới á. Thôi test luôn. Test luôn cho nóng. Đây. Cho vô. Mình sẽ thử có nên test trên một cây gậy riêng biệt luôn không ta? Hợp lý hợp lý. Về nhà mình sẽ test trên một cây gậy riêng biệt đi. Tại vì hiện tại hai cây gậy này là hai cây gậy mình dùng thường xuyên á, nên mình không muốn thay đổi nhiều lắm. Muốn test thì mình sẽ test trên một cây gậy phép mới. Mình nhiều gậy phép mà. Trời ơi cái gì chứ, mười mốt là mình nha, làm nguyên bộ sưu tập gậy phép luôn ấy chứ. Pháp sư luyện gồng luôn với nhiều gậy phép. Rồi, có luôn một cây gậy ở đây ha. Rồi. Ôi. Oh no. Đâu rồi? Cuốn sách mới tìm đâu rồi? Đây. Mình cất nhầm vô trong chổng. Trời đất ơi. Rồi. Giờ thì học nè. Một phép. Hai phép. Xong, sẵn đó mình cất vô trong kho chứa sách phép luôn á cho nó tiện. À, nhưng mà hết mana rồi, để nạp mana lại cái đã. Nạp mana vô. Rồi xong luôn nha. Ra test luôn. Không nên test trong nhà đâu. Nói chung là cái việc test này nó cũng hên xui may rủi lắm. Lỡ mà nó tạo ra vụ nổ, cái này nổ banh nhà là mệt nữa. Ủa mà trời tối hả ta? Trời tối thì đi ngủ đi. Và sáng rồi, chúng ta sẽ test thử cái phép mà chúng ta vừa tạo ra trong ngày hôm nay nào. Đó. Mới vô là bị cháy là thấy xui xui rồi đó. Cái phép này là bắn ra cầu lửa hay sao á? Cơ chế của cái phép này thì nó na ná cái hột quẹt ha. Tức là mình chỉ có thể chọn vô mục tiêu rồi mình đốt thôi. Hoặc là đốt dưới đất như vậy nè. Chứ không có bắn ra được ha. Đó cũng là một nhược điểm. Rồi ok. Tiếp theo. Phép thứ hai thì như thế nào? Vì phép thứ hai bắn ra được nè. Úi. Mà bắn ra cái bẫy. phép này là phép đặt bẫy. Nó tương tự như cái fire skill ha. Mình cũng sẽ đặt ở dưới mặt đất giống như vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy bò vô trong cái bẫy thử coi. Ui. Mạnh. Cái này hợp lý nè. Cái này đặt xung quanh nhà để bảo vệ nhà là hợp lý luôn. Được hết nha. Vậy là mai mốt mình có thể bảo vệ nhà mình bằng cách. Mình đi thì không sao ha. Mình đi trên cái bẫy thì không có bị gì hết. Được nè, mình sẽ đặt bẫy vòng vòng nhà mình. Cho chắc. Có quái là nhà mình là nó sẽ bị dính bẫy ha. Như vậy thì lần này test phép mình thấy cũng khá là ok đó. Rồi. Và công việc tiếp theo đó chính là mình sẽ làm chỗ cường hóa ha. Tại vì mình cũng đã dời đồ qua đây hết rồi. Nên mình đã sẵn sàng để có được một cái khu vực cường hóa riêng cho cái nơi ở mới. Xong, có luôn. Và cái nhà này á, thì nó sẽ có một cái căn phòng khá là rộng ở trong này nè. Mình muốn biến nó làm cái chỗ đặt bàn cường hóa luôn á. Hợp lý thật sự. Giờ thì chỉ cần cho kệ sách vô thôi. Đặt kệ sách như vậy. Như vậy. Và như vậy. Được bao nhiêu cấp rồi nhờ? Quên cái này đâu có ép được. Cái gậy phép sao mà ép được. Cái cấp tử 24 cấp rồi. Ở đây. Đó. Ui, nó lên 32 cấp luôn hả? Trời. Ghê vậy. Cái này lạ, mình sẽ test thử, mình sẽ đặt thêm kệ sách coi nó có lên thêm kinh nghiệm không? 36 cấp. Cái này mới. Đặt thêm kệ đây nữa. 38 cấp luôn. Trời đất. Quá là xịn luôn á. Ô, cùng quá. 40 cấp luôn nè. Dữ nha. Rồi giờ thì coi mình có ngọc Luli chưa ta. Hình như mình chưa có ngọc Luli thì phải. Có. Có 5 khối luôn. Rồi mình sẽ cường hóa từ cây rìu trước đi nhờ. Tại vì hiện tại cái cấp thì nó không có ra dòng hiệu suất á. Nè cái rìu thì lại có hiệu suất nè. Lừa thiệt. Say blessing cấp độ 8 luôn hả? Hiệu suất cấp độ 4. Ok, mình sẽ thử ép cái dòng hiệu suất trước đi. Hiệu suất cấp 4. Đào cho nó nhanh. Rồi, giờ tới cây cúp nha. Có hiệu suất đi. Mềm mại. Yay, nó ra ngay cái dòng mềm mại luôn. Mình đang thiếu dòng mềm mại mà nó cho liền mình dòng mềm mại.
nhân phẩm cao đây rồi. Wow, hiệu suất 5, mềm mại, minor, phơ vo cấp độ 4, sờ mát áp cấp độ 4 luôn. Trời, hôm nay là lọc nhân phẩm rồi, cường hóa đúng hơn. Giờ là mình có thể đào được cá băng rồi đó. Tiệc cứu mèo. Làm cái chỗ cường hóa cũng xong rồi. Hay là bây giờ mình sẽ đi đào băng để mình làm ra cái chỗ ấp trứng rồng đi nhờ. Hợp lý á, mình có chỗ ấp trứng rồng chạy bằng dung nham rồi. Giờ làm thêm chỗ ấp trứng rồng chạy bằng nước nữa là ok luôn nè. Đi Mi ơi, chuyện này chúng ta có thể lấy được băng rồi. Không giống như hôm qua đâu. Hợp lý luôn. Ở đây có băng luôn nè. Nhưng mà khoan, đây không chỉ là một chỗ có băng đâu, mà nó còn là chỗ chứa trứng rồng. Nè trứng. Mà quên, đây là đừng có mừng vội nha. Đây là trứng sắt á. Một loại trứng mà mình có thể chế tạo được. Trời ơi. Thôi kệ đi. Dù sao thì chỗ này ít ra nó cũng có băng á. Nó cũng có một cái công dụng nhất định đối với mình. Đó, có rất là nhiều băng là đằng khác luôn nè. Lấy thôi. 24 nè, 25. Rồi, tổng cộng là mình có 50 cục băng rồi đó. Quá đã. Con này đi ra chỗ khác nha. Này thì láo nháo nè. Đặt cái bẫy xuống dưới chân rồi ha. Ngẫm củ tỏi liền. Sao mà đỡ được. Rồi giờ thì mình sẽ về nhà cùng với My để chúng ta chế tạo ra cái máy ấp trứng rồng chạy bằng nước thôi. Cuối cùng cái khoảnh khắc này cũng đã tới rồi ha. Chế tạo nào. Đầu tiên là băng xung quanh, xô nước ở giữa. Đó. Có liền. Đặt ở kế bên luôn. Hai cái máy ấp trứng rồng mình sẽ đặt kế bên nhau luôn ha. Đấy. Bây giờ thì chỉ cần chăm nước vô là có thể dùng được rồi đó. Đó. Và trứng rồng đầu tiên mình ấp chắc sẽ là trứng rồng ong ấy. Trứng rồng bi mình tìm được trước cả trứng rồng Night Fury cơ. Mình sẽ ấp trước trứng rồng ong đi ha. Đây trứng rồng ong nè. Tiệc cứu mèo. Đây rồi. Hy vọng rồng ong sẽ là một loài rồng mạnh ha. Rồi, chờ vô. Đúng không? Đó, nó bắt đầu chạy rồi nè. Hồi hộp quá. Chúng ta sắp có được một em rồng ong rồi. Lần trước thì mình đi ngang cái chỗ tổ rồng ong á, mình thấy rồng ong rất là hung dữ nha. Thường thường mấy loài rồng hung dữ như vậy thường sẽ rất là mạnh đó. Giờ thì chờ đợi một xíu cho rồng ong ấp xong đi. Nhưng mà mình không hiểu tại sao khu vực mình ở có rất là nhiều rồng răng cồ màu xanh nước biển giống như vậy nè. Hơi bị nhiều luôn. Mà loài rồng này thì rất là tinh nghịch, các bạn cũng thấy rồi đó. Nó phun lửa tùm lum tà la kìa. Nó phun vô đây, rồi con này thì phun qua bên đây. Hơi là nó chưa phun vô nhà mình đó. Chứ nó mà đụng nhẹ vô cái nhà mình đi, mình sẽ kêu mì ha, hủ tiêu nó liền. Mà giờ thì mình mới để ý là cái giáp rồng của mình á, nó hư khá là nhiều rồi. Mình có nên sửa lại không ta? Hay là chế tạo giáp rồng mới nha? Chắc chế tạo giáp rồng mới đi. Mình còn nhiều vảy rồng đỏ lắm. Tạm thời thì mình sẽ cho cái set đồ rồng Ngọc Lục Bảo này treo lên á, làm kỷ niệm. Đây là set đồ bằng vảy rồng đầu tiên mà mình chế tạo đó. Nhưng mà tiếc tay nó không có cái quần. Nghèo vảy quá, không làm được cái quần luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ dùng loại vảy mình có nhiều nhất nè, là vảy rồng đỏ để mình làm một set đồ mới. Đây, làm liền. Nón, ổng, thêm cái quần. Rồi, xong phính. Vậy là chúng ta đã có một cái set đồ mới rồi. Và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình cường hóa cho cái set đồ này luôn ha. Hay, đi cường hóa. Kể cả cái quần samurai từ cái rương Epic luôn nè. Nón trước đi. Bảo vệ 4. Mình không hiểu sao hôm nay mình hên ghê luôn á. Có điểm rồi. Ôi, mới nói hên nó cho thêm có dòng rebonding à. Kệ, có bảo vệ 4 là thấy nó trâu trâu rồi đó. Death Odium cấp độ 9. No. Bảo vệ. Ôi gì, chạm hỏng cấp độ 5 luôn nè. Cái này là sẽ dùng rất là lâu đây. Ui, nó còn có cái dòng Bestiland Odium rồi. Mấy cái dòng này nhiều khi mình mặc vô á là nó sẽ ảnh hưởng đến
mấy em đồng ấy. Cái quần chậm hỏng. Ồ, cái ủng có cái dòng multi jump nè, tức là mình nhảy được hai lần á. Ép không ta? Ép nhá. Multi jump mà, hơi bị đỉnh. Rồi, nó còn cho mình thêm dòng bảo vệ khỏi phép thuật luôn. Quá đã, một cái đồ ủng tốt nè. Xong phim, lên đồ. Ôi, nhưng mà có đó sai sai. Tự nhiên mình làm thêm cái quần chi ta? Mình lấy ra phải làm cái áo chứ. Bị lát rồi. Trời đất ơi, mình thiếu cái áo mà làm thêm cái quần làm gì? Rồi luôn. Chơi game quá. Chưa được 180 phút mà bị lát luôn rồi. Ồ, nhưng mà lần này làm cái áo thì mình lại hên nè. Mình ép được cái dòng bảo vệ năm luôn. Ui, lại có cái dòng Dead Odium nữa. Cay thiệt á. Rồi, trước mắt là cái set đồ của mình đã khá là ok rồi ha. Và cái quần dương này chắc mình sẽ đeo lên đây. Đấy. Ui. Ui. Ôi không. No no. No 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 no. Chữa thương, chữa thương. Chữa thương, chữa thương. Oh my god. Cái dòng Dead Odium này nó làm cho dân làng bị mất máu kìa. Ui, không được rồi. Chắc mình phải bỏ cái áo này ra, không dám mặc đâu. Ảnh hưởng tới dân làng nè, suýt nữa dân làng hy sinh rồi. Vậy là phải làm một cái áo mới. Áo thì mạnh đó, nhưng mà tạm thời treo nó lên đi, không dám mặc đâu. Nguy hiểm ghê. Chút xíu nữa là dân làng đi luôn rồi đó. Ủa, treo lộn áo, treo lộn áo. Cùng hóa lại, cùng hóa lại. Cái gì không tốt thì mình sẽ làm lại ha. Rồi lần này thì bảo vệ khỏi giật được bắn. Golem Soul. Linh hồn Golem. Cái dòng này lạ nè, ép thử. Ồ, lần này có bảo vệ 3 luôn. Tốt. Ok, set đồ lần này thì đã đỡ hơn rồi. Nó không còn cái dòng cái gì, cái dòng Dead Odium nữa. Khi mình mặc dân làng sẽ không còn bị mất máu á. Vậy đi. Chứ ở nhờ nhà người ta mà còn làm người ta mất máu nữa. Mang tiếng chất luôn á. Rồi qua đây coi cái trứng rồng mình tới đâu rồi. Đấy, trứng rồng ong đã được up xong rồi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Không biết đây là em rồng ong đực hay là cái đây. Để em rồng ra trước mới biết được. Ú, gồng đực. Được nha. Gồng ong. Ông hả ông, xuất hiện đi, đi rồi. Đây là bé rồng ong nè. Ngồi yên, ngồi yên. Cái cánh đúng đúng kiểu là cánh của ong luôn á. Thức ăn ưa thích là táo cũng như là táo vàng hả? Ui, thức ăn này xa xỉ thế, mình không có. Với lại bây giờ mình hết đồ ăn cho rồng rồi. Tạm thời chắc để gồng ong ở cấp 1 thôi quá. Để mình gán, mình nuôi bò nhiều nhiều đi. Rồi mình sẽ cố gắng cho gồng ong lớn nhất trong thời gian sắp tới ha. Để bằng bằng với mi rồi dẫn đi khám phá là hợp lý luôn nè. Chứ giờ có 5 máu à. Con dùm bài nó khiệu cái là đi luôn á. Nè, bắn tim cái nè. Thích nha, được anh bắn tim luôn nha. Rồi, để coi coi. Dragon. Mình sẽ làm thêm mấy cái Dragon Orb này mới được. Rồi mình sẽ có được một cái Dragon Orb này ha. Còn bi đâu rồi? Úi. À đây 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 đây. Hú hồn hú vía. Tưởng đâu rồng bi đi mất nữa chứ. Rồi cho rồng bi vô đây là an toàn luôn. Không có sợ bi đi lạc ha. Cấp 1 đi lạc nguy hiểm lắm. Nãy giờ thì chúng ta đã tất bật ở nhà làm những cái việc cần thiết rồi. Chờ chắc sẽ là thời gian để chúng ta đi khám phá. Thứ nhất là để mình tìm thêm nhiều cái công trình mới. Thứ hai là biết đâu mình lại có được nhiều món đồ xịn sò thì sao. Và hôm nay thì mình sẽ học thêm một cái phép cấp Advent đó. Mỗi ngày học một phép mới cho nó thích luôn. Cấp Advent để mình coi coi. Cấp Advent đâu nhờ. Advent đây, 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 đây. Giời.
Quyển nào nhờ? Quyển bên trái, quyển bên phải nha. Quyển bên trái trước đi. Cấp Advanced mình sẽ thay thế cho phép Magic Seal ha. Phép này mình khá là ít dùng luôn nè. Tại vì ít có cơ hội mà chạm trán với pháp sư lắm, nên mình cũng khá là ít dùng cái phép Magic Seal luôn á. Rồi, dùng thử để biết coi phép này là phép gì trước đã. Để xíu mà còn biết đường mà dùng. Cái phép này có tên là I-Bash. Mình dẫn sức vào tạo ra nguyên một cái vùng phủ tuyết luôn đó. Cực kỳ ghê gớm luôn. Nó đóng băng cả nước cơ. Ê, vậy là mình có thể... Vậy là mới mốt mình có thể tạo ra băng vô hạn rồi. Chỉ cần mình dùng phép này lên nước là mình có thể có băng rồi. Đỉnh, phép này đỉnh nè. Hợp lý quá luôn. Ôi, không được. B cấp 1 mà không có cưỡi được. Mày mới cưỡi được. Rồi, đi thôi mi ơi. Bữa nay mới có phép mới rồi. Đi ban đêm luôn cho chiến nha. Với lại ban đêm biết đâu mình lại gặp ha, nhiều cái đối tượng nguy hiểm khác. Để mình có thể có cơ hội đỏ sức thì sao? Phía trên này là lò rồng gì mà nhìn lại vậy? Nè, quá trời rồng luôn. Đây là rồng gì á? À, rồng này rồng măng ghét nhưng mà màu tím á. Màu tím mộng mơ. Trời đất ơi, quá nhiều thứ. Ở bên đây có một cái chỗ tinh linh mới. Đây là chỗ tinh linh gì đây? Mình thấy cái màu khá là lạ. Đây rồi, đây là tinh linh bên băng à, đúng rồi. Tinh linh băng nè. Cục xúc thiệt sự. Cầm ngay phép quýnh cái ngủm của tỏi tinh linh băng luôn. Giờ thì lấy cây rìu ra, đập cái rương này. Sao nhiều đồ thế? Đúng nhiều đồ luôn. Mì né né ra nha. Cái phép này mình chưa biết là nó có gây hại lên mì hay không, nên mình không có dám test lung tung á. Đi ra chỗ khác. Rồi để coi đồ mình có được trong công trình này là những cái món gì nào. Mình sẽ né né mì ra. Đồ kiếm được trong công trình. Ủa? Đâu rồi? Ủa? Khoan. Ủa, rõ ràng hồi nãy mình... Nè. Rồi luôn, bị lắc game tiếp rồi. Đây rồi, ít ra nó phải vậy chứ. Thiệt luôn á. Lát như vậy, lát như vậy hoài là mệt á. Coi nó cho mình sách gì á. Ồ, một cuốn sách cấp Apprentice mới luôn. Quá đã. Một trái bơm lửa. Một cái cuộn ốp battering. Một cái cuốn sách. Úi. Thôi nào, chọc giận ta hả? Các người sai rồi. Láo nháo nè. Hơi bị mạnh, đừng có đùa. Con nào mà ở trong phạm vi của cái phép này là nó sẽ bị nổ tung á, thành từng mảnh băng luôn á. Mình sẽ làm lại nè, cho các con này biết mùi mới được. Đó. Ủa? Ủa phải không vậy? Ủa hay là mình nhìn nhầm ta? Ơ quách. Chưa, từ. Con xương, ta sẽ test lên ngươi. Đó. Chết thiệt nè. Mạnh mà. Sao mình không có thể tấn công cái tinh linh đó được? À mình biết rồi. Tại vì nó là tinh linh băng nên nó sẽ miễn nhiễm với phép băng. Đúng. Ra là vậy, bảo sao mình thấy có gì đó sai sai à. Và cái phép này có vẻ là nó khá là mạnh ấy, nên mình sẽ hạn chế dùng khi mà rồng của mình ở gần á, để tránh cái trường hợp mà khi mình dùng một phát thì lỡ rồng của mình bị dính sát thương. Và chuyện xui nhất là rồng mình ngủm cua tỏi luôn thì sao? Đó thì mình nên phải cẩn thận khi mà dùng những cái phép mạnh giống như vậy ha. Hôm nay học thêm được một phép mạnh rồi. Quá hợp lý. Và lần này thì mình lại gặp thêm một ngôi làng khác nè. Mà trời tối vô làng có nên không ta? Ui, có zombie. Khốn kiếp, mấy con zombie này tàn đời rồi. Anh người sắt nét á. Ủa, anh này là anh người đất sét. Né cái đi, để tôi xử cho. Zombie lao tét. Mẹ, vô làng nè. Đi vô nhà đi. Trời đất ơi, đêm hôm rồi. Vô nhà mà núp đi. Nè, thấy không, bác này được nè. Đêm là phải vô nhà núp như vậy đó, để người ta đỡ phải đi bảo vệ.
Đâu mà đi lung ta lung tung không à? Dân làng này hư quá nha. Hình như tôi chiều mấy bác quá rồi, mấy bác hư đúng không? Hư nè, lấy đồ luôn. Hư là phải bị lấy đồ, hư là phải bị phạt. À đây rồi. Con này á, ăn bơm điện đi. Ăn bơm điện đi. À, vô tiếp. Ừ, sao làng này. Làng này hơi bèo nha. Làng hơi bèo đó. Ồ, Ripper, mình sẽ test trên Ripper luôn. Phép mới của mình. Ripper. Đón nhận đi. Ripper nè, chết cống luôn. Lại thêm một phép mình thấy nó khá là hiệu quả trong cái việc tấn công nhiều mục tiêu rồi ha. Nè, tiếp tục. Tiếp tục có đối tượng nguy hiểm. Đối tượng này sẽ bị tiêu diệt. Có sách không? Không có rơi ra sách phép. Buồn vậy. Ý, cảnh của làng còn có một cái cái này gọi là tổ rồng đúng không? Đúng rồi, tổ rồng Mangus. Ui, rồng Mangus tấn công mình. Ai da. Nè. Ui sao rồng Mangus phá làng. Trời đất ơi, rồng Mangus nè. Phá làng nè. Phá làng hả? Khốn kiếp, dám phá làng. Này thì phá làng rồi quýnh golem luôn hả? Bị đục nha, sắp mặt liền. Ui, rồng mà đi phá làng. Rồng hư nha. Rồi lấy cái trứng trước. Yeah, có thêm trứng rồng. Hợp lý. Bỏ túi. Như vậy thì ngôi làng sơ bộ qua là hết đồ rồi. A few moments later. Ha, đánh nịt. Cái này phù thủy hả? Phù thủy nè. Ui, phù thủy mà giả làm người thường cơ. Này thì giả mạo hả? Láo tét thiệt. Nếm, đón nhận đi. Sức mạnh của băng nè. Ui, miễn nhiễm với băng luôn. Thế vậy? Nguyền rủa phù thủy nè. Không xin nhê. Bắn tim nè. Ôi mà quên, đừng. Sao bắn tim? Làm lại. Này thì nhòn hay băng nè, đóng băng rồi. Đóng băng xong rồi mình sẽ tiêu diệt liền. Ui, phù thủy mà giả mạo làm người thường á. Mình không nhìn vào cái tên là chắc mình cũng không biết luôn á. Ghê thiệt. Ui, như vậy thì thỉnh thoảng sẽ có một vài tên pháp sư chứ nhầm. Mình nói nhầm rồi, cái đó là pháp sư ha. Sẽ giả mạo làm người thường, nếu như mà mình bất cẩn là sẽ bị quýnh đấy. Ghê chưa. Căng thẳng thì sợ. Và bên đây nó có cái vùng băng luôn nè. Nhiều khi mình lượn một hồi mình lại gặp gồng băng á. Để mình sẽ thử sức luôn á. Hy vọng là mình sẽ gặp được gồng băng. Mình sẽ dùng cái phép Ibass này. Mình sẽ tấn công con rồng đó một cái để cho nó biết như thế nào là lễ độ á. Hy vọng là sớm gặp được gồng băng coi. Có vẻ là số mình hơi nhỏ. Đi cả lúc ở bên vùng băng đó mà không có gặp bất kỳ một cái con rồng băng nào luôn. Nhưng mà không sao, hôm nay thì mình cảm giác mình cũng khá là may mắn rồi, vì mình đã có thể up được một em rồng bi đầu tiên ha. Bé bi ơi, ủa? Bé bi đâu rồi? À, bé bi trong đây. Đó, quá là dễ thương luôn á trời. Rồi trong tương lai thì không chỉ có bi đâu, mà chúng ta còn sẽ chào đón thêm Night Fury, Berteris, Folly Falcon, rồng ú ì, kể cả rồng Mangus nữa nè. Mangus cũng khá là ú á. Rồi, mấy em rồng này mình sẽ cố gắng up nhanh thôi. Và đồng thời mình sẽ tìm cách để nâng cấp những cái máy up trứng rồng lên trong thời gian sắp tới ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong thế giới pháp sư luyện rồng nhé. Cũng giới thi. Bye bye.